có vẻ như là anh thích em, mà có thật lấy không? Tất cả mọi chuyện em như chủ động hết. Hai bác sĩ khám nên là em khó có con. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp tiếp theo một cặp vợ chồng thứ hai. Họ sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đây? Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuần, chị Hồng Vân. Em là Trần Văn Hải, 26 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Hải quê ở đâu vậy? Em ở Nghệ An. Còn vợ Hải? Em tên là Hồ Thị Hai, năm nay 21 tuổi, nghề nghiệp là công nhân. Mới có 21 tuổi? Dạ. Ồ, nhỏ xíu xíu vậy đó. Bé 26 tuổi. Còn 26 đúng không? Ủa Hải, hai em là ở Sài Gòn hay là ở Nghệ An? Dạ, ở Sài Gòn ạ. Ở Sài Gòn. À, là ở Sài Gòn thôi, nhưng mà là quê hương là Nghệ An. Dạ, quê hương ở Gia Lai. Gia Lai ạ. Gia Lai. À. Dạ. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Em lại nhau được 3 năm rồi. Coi như là ngưỡng cửa cuộc đời bước vô là đã lấy chồng rồi. Dạ. Thế thì mối tình Hải Hài như thế nào? Gặp nhau mà ở hai đâu? Bạn gặp nhau ở đâu, quen nhau là sao? Dạ, em ở xã Phong Trò, xã Bách. Là hai bạn ở sát vách nhau. Dạ. Lần đầu tiên em gặp Hài thì như thế nào Hải? Dạ, lần đầu tiên gặp thì cũng tại vợ là trăng trẹo, dễ thương, nhưng mà được cái là chưa có lời gì hết. Em dối lòng. Dạ. Chị nhìn vợ em, chị còn thấy xốn sang chứ đừng tại nói. Lúc đó em còn ít tuổi quá mà chưa có xác định yêu đương gì hết. Rồi em thì sao? Em gặp Hải thì sao? Lúc đó em mới thất tình á, xong quê cũng bị hết trơn. Cũng không để ý luôn. Dạ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó 17 tuổi. 17 tuổi là mối tình học trò đó. Ừ, cho nên là cũng dễ sốc lắm. Buồn á. Rồi sao nữa? Làm sao mà quen, sao mà quen nhau được? Do ở sạch vách á, hai người là đi làm về, chúng buổi tối rảnh quá rủ nhau đi dạo bộ, đi chơi, đi ăn chè, thì mình cảm thấy mệt người ta hơn. Thế thì anh này là người chủ động tỏ tình với em đúng không? Dạ không, em là người chủ động tỏ tình ạ. Em là người chủ động tỏ tình đó hả? Dạ. Anh này em phải đặc biệt như thế nào thì em mới chủ động tỏ tình chứ? Dạ không phải là mẹ chị ở quán đỏ cứ nói vợ em là nó thích hai nên mình không dám nói thôi. Dạ nên em cũng tò mò, em mới về em mới nhắn tin em hỏi. Mẹ chị xung quanh cứ nói là có vẻ như là anh thích em, mà có thân về không. Lúc đó anh mới dám nói ra thẳng ra là có thích. Nhắn tin thôi đúng không? Dạ nhắn tin. Đâu có dám đối diện để nói chuyện hả? Dạ. Rồi sau rồi chính thức khi mà nói chuyện qua điện thoại rồi thì hai đứa trong thời gian yêu nhau rồi cưa cẩm nhau sao? Mà lúc đó thì tất cả mọi chuyện em đi chủ động hết. Lý do sợ hay sao? Nhát quá. Nhát quá hả? Dạ. Em hơn bạn này tới 4 tuổi lận mà. 5 tuổi. Ừ, 5 tuổi. Hơn 5 tuổi mà nhát vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, giống như trai mới lớn vậy. Trai tính. Trai tính đó. Trai tâm. Điếu rồi không tiếng nè. Nghe nè. Rồi hai vợ chồng lúc đó rồi yêu nhau ra sao? Quen rồi dần rủ nhau đi ăn chè không mà. Rồi bao em... lâu thì cưới? 2 tháng là về là ba mẹ là làm đồng hồi. Làm đồng hồi mà ai gợi ý mà đã... Dạ thì là bên gia đình em mà là không thích tìm hiểu nhiều, vì thế nếu như công việc ổn định tính tình được là em cưới rồi. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi. Trời ơi vậy mình nhỏ xíu ha. Giống như là mới ra trường vậy đó. Lúc mà trước khi cưới á, nó có suôn sẻ không hay là nó có chuyện này chuyện nọ chuyện kia? Dạ có ạ. Lúc sau đồng hồi mẹ em là nói là con gái là trước khi mà đi lấy chồng á là phải coi thử đường sinh sản mình nó có tốt không. Sau này sợ gặp chuyện xem mẹ mới đưa ra Huế là đi khám coi thử là sinh con được không. Dạ xong rồi ra ngoài bác sĩ khám mới là em khó có con, bị buông trứng đa nang. Đa nang buông trứng. Đa nang hả? Rồi dạ. Lúc đó như là dạ lúc đó thì chờ hai mẹ con ai cũng chờ đó, lo em thì nghỉ trong đâu này, nếu như có con thì tốt nhất là đừng cưới. Là em nói với chồng như vậy. Vâng, vợ lúc đó đòi chia tay, em thì cũng hơi bị sốc, nhưng mà xong lấy lại tinh thần và đồng viên vợ, nói là giờ nếu mà khó có con đi chăng nữa thì mình vẫn cưới nhau đi, nếu mà có chuyện gì mà không được thì mình xin con nuôi vậy. Rồi xong mình nói vợ là mình cứ sống mà có phúc thì trời cho con thì mình được hưởng thôi. Và trong cái thời gian đó thì hai vợ chồng cố gắng chữa bệnh và cùng may mắn là có em bé. Vậy là mừng quá. Dạ. Bây giờ là em bé được mấy tuổi? Dạ. Em bé được 3 tuổi. Tức là... Ủa, vậy tuổi. Là có liền luôn hả? Hay vậy? Đúng rồi, trong thời gian đó chưa đám cưới mà là có em bé. Là chạy. Anh hiểu vấn đề rồi. Vậy thì khi mà có em bé rồi chắc chắn là hai gia đình đồng ý chưa? Ba em nó rồi dần lắm, nói là giờ không cho cưới, giờ đuổi thằng cả em này bên nhà chồng là không có gặp mặt đâu luôn, là đuổi luôn. Lý do? Tại vì ông chưa biết bệnh tình của vợ lúc đó. Là phong tục của người Huế là muốn là giữ tròn cho con gái đến lúc ngày cưới là không đúng được có bầu. Ông hung hổ lắm,
nói là làm như vậy mất mặt gia đình hai bên nữa. Đến bao lâu thì ba em mới biết được chuyện? Gần tới ngày cưới á, mẹ chồng điền nói chuyện là giờ con bé nó có bầu vậy rồi mà biết là có bệnh chứ không phải là cố ý làm như vậy. À, lúc đó ba có thông cảm liền không? Dạ, lúc đó ba em cũng nhiều nên cũng cho cưới. Khi đó thì ông thông cảm, ông bắt xe từ Gia Lai ra Nghệ An chọn ngày đám cưới luôn. Rồi bây giờ ba vợ có thương càng rể này không? Hơn cả thương. Hơn là thương luôn. Quý con rể hơn con gái. Quý cực kỳ đúng không? Thế là bây giờ là quý con rể hơn con gái luôn. Đã tuyệt vời chứ đúng không? Rồi vậy là vượt qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được nhau như vậy thì chắc là trong cuộc sống tụi em đã mỹ mãn về nhau lắm hả? Chắc phải hỏi Hài trước đi. Từ lúc em lấy anh về có tính xấu giọng hả? Lúc đầu thì không biết, nhưng cưới về rồi mình biết là cổ hủ á, giống như mấy người thời xưa vậy á. Là hãy xem ngày xem giờ phong thủy đó, đi ra ngoài là phải đi giờ hơn, nhưng mà giờ đi giờ kém đó. Giờ hơn là đi trước á, đừng có đi bị trễ đó. Ví dụ hẹn 9 giờ thì 9 giờ 30 hoặc 9 giờ 20 ví dụ vậy đó. Rồi. Vậy lại là không thích vợ làm đẹp chân diền nói chung là mảng đồ ngặn hở hang là không cho bất cứ gì hết trơn á. Không thích. Sao trái ngược hồi nãy có cái dây của người ta vậy mà ông kéo xuống đây mà. Giờ thay đổi rồi đó. Chứ nếu mà còn như hồi xưa chắc là bắt phải trùm cái mền rồi. Đúng không? Chứ chồng em bắt em mặc sao? Thích gái là mặc áo sơ mi, tóc không nhuộm, không uống, là chúng phải màu đen dài vậy, giống mấy cô thiếu nữ thời xưa vậy. Mà lúc yêu có cấm. Dạ lúc yêu thôi không sợ nói. Không? Thoải mái lắm, cũng thấy băng về vấn đề đó. Chỉ là đi chơi em trang điểm bao nhiêu cũng đời được hết á, nhưng mà đến khi cưới nhau về là không cho có được đánh son không? Son cũng cho đánh luôn, này đánh son nhiều hư môi không cho đánh. Mà chúng cứ đơn giản, ông nói chỉ cần đẹp tấm hồn thôi, không cần đẹp vẻ bên ngoài. Rồi lúc em yêu á thì vợ em làm như vậy sao em không nói? Tại vì thời gian yêu mình chưa chắc chắn được người ấy là của mình. Nghĩa là cái tâm lý là lúc đó là chưa biết phải của mình hay không, cho nên cứ kệ vậy đi. Khi là của mình rồi là cười phải... về mình chỉnh xong. Thôi kể tiếp đi, ông còn cái tâm còn gì đó không em? Hay ghen. Hay ghen. Ghen bỏng, ghen giỏ không à. Đi làm về thì ở công ty thì gặp mấy anh hay chọc vô rửa thì em về kể bình thường vậy thôi. Là nổi nóng. không chịu nghe. Cứ dạ lỡ đi đâu vậy. Ủa sao ghen dữ vậy Hải? Tại vì nhiều lúc nói chuyện ở nhà không nói nắng nhiệt mà nói chuyện người khác á, mà say sưa lắm, đam mê lắm, kể nhiệt tinh lắm. Bởi vậy em chẳng có thích. Mà nhiều khi nhà đâu khi không có gì đâu kể. Ví dụ như trong đi làm về thì hỏi thăm trong làm này áp lực hay không, khỏe không, làm ở đâu chẳng hạn. Thì dù hỏi hoài biết đó nó cúng nhà. Mà không cho nói chuyện ở ngoài đúng không? Dạ, nói tầm lầy em chẳng thích. Rồi còn thích gì nữa? Nhảy á, thích chọc vợ nổi nóng lên. Ngồi cứ vẹo hay chọc gì làm em phải nổi nóng lên. Hoặc em đang làm cái gì cứ tới phá. Cầm điện thoại cũng phá vậy. Tới khi nào mà em quay lại mà nói nhẹ nhàng á, thì ông chiều dân con mà càng nổi nóng là càng chọc. Cứ muốn người khác nổi điên lên mới vui được. Mỗi lần nổi điên lên là làm chui quạt mặn vậy đó. Rồi bây giờ tới em đó, nãy giờ nói em quá. Đây vợ có tính xấu gì? Nóng tính, tiêu xài hoang phí, với lại hay đăng lặt vặt lên Facebook, nghiền online lắm. Chuyện gia đình của người ta đang cài nhau om sòm, vợ là thấy trong cái tâm lý mà người thấy người phụ nữ thiệt thòi quá, lên Facebook mà đăng status nói là lấy chồng là khổ rồi mà lại nhầm chồng còn khổ hơn, làm lúc đó em toàn hưởng gạch đá của người ta không à. Con chuyện đang chọn mà đưa lên trên này. À vậy hả, tức là cắm cảnh cái chuyện của gia đình hàng xóm xong rồi đưa lên status của mình. Thành ra cuối cùng mọi người hiểu lầm cái tưởng lòng này. Mỗi lần mà Hài nóng tính lên thì Hài làm gì? Quánh em hay là đập đồ? Thì có quạt lên cho giảm đập thì đấy. Quạt lên thì quạt sao đâu? Em đừng em lá làm chửi em, mỗi lần mà cãi nhau to là em cứ càng mở cửa ra cho người ta thấy vậy. Em mở ra cho người ta biết là làm sai để vợ phải nói nổi nóng nơi này kia vậy á. Mà có khi nào mà em mở cửa ra bà con sớm bu lại tổ trưởng dân phố tới coi luôn không? Cứ thể mở cửa ra là ông khép cửa lại, mở cửa ra ông khép cửa lại. Không được sơ đó. Rồi mong muốn thay đổi đi. Mong muốn em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Hải? Chị muốn vợ là tiêu xài hợp lý hơn trong gia đình mình. Tiêu xài hợp lý đó nha. Là nghe chồng nói. Còn Hải? Bỏ cái tính mà muốn chọc người khác nổi điên lên mới thấy thỏa mãn người mình vậy. Chỉ có vậy. Đừng cổ hủ quá. Đừng cổ hủ nữa. Dạ, thoải mái đơn giản hơn thôi. Bây giờ vậy nè,
hai bạn này á, thực sự giống như là hai cái trang giấy trắng vậy đó, nhất là em á. Cho nên á, chị nghĩ như vậy nè, tụi em phải cập nhật hơn nữa những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống vợ chồng, cái cách mà để mình có thể hòa hợp được. Đã. Thì chị nghĩ là tụi em phải thêm những kiến thức như vậy nữa. Mà nếu mà rảnh rảnh á, thì coi đi coi lại cái vợ chồng son đi trên YouTube á. Rất nhiều những cái bài học mà những cái kinh nghiệm của những cặp vợ chồng trẻ cũng như thai bạn á, để mình rút ra được những cái mà mình sẽ phải vướng phải để mà mình giữ được cái mái ấm của mình. Tại vì thực ra tụi em á, thì lại lấy nhau gần như là mối tình đầu, coi như mình cứ coi như là như vậy đi, thì chắc chắn tụi sẽ gặp nhất nhiều những cái mà nó sẽ đến trong cái cuộc đời của mình. Do đó mà mình lường trước để làm chi, để mà mình phải biết cách để mà mình giữ nhau. Đồng thời á, là mình học cách làm vợ nhiều hơn nè, mình học cách làm chồng nhiều hơn nè, rồi lại phải học cách làm cha, cách làm mẹ, rồi cách làm con nữa, phải học nhiều lắm. Chị nghĩ là cuộc sống tụi em sẽ rất là hạnh phúc và ổn định nha. Tóm lại là hai vợ chồng cùng học và nên coi vợ chồng son nhiều hơn. À, xin cảm ơn tụi em. Thôi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp không? Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó bởi vì đó hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok mời em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ. Công việc dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok, rồi ở trên Facebook. Trên Facebook và trang bay. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi, thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo phông á. Thì gọi là áo thun. Áo thun, áo thun. Áo thun. Thì em thấy tướng mập mập mạp. Dạ là tròn trịa với đi cái đôi giày lúc đốc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa nay có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ búp búp là xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong này em về quê. Xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi. Thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắc à. Nhòm nhắc rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi, đúng rồi. Rồi mắt mới mặt sọt chi làm cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Bữa đó không. Để... không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp. Dạ. Là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi hát karaoke. Là hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ. Vậy chắc là từ chối khéo đó. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ,
chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có, cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui, dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đổ? Cây bắt đầu ngã rạp nhanh xuống. Là nhắn tin qua lại qua lại qua lại chắc cũng cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi. Chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9. Tức là em ở dĩ em, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này hồi lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này. Rồi mà lúc đó nha, máu đi xong không, đúng không? Dạ, máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn, cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình con nhện hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài đèn trên hàng rào có con nhện. Cái sức mạnh của ghê, cái sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt bắt không cảm nhận luôn mà không thấy đau luôn. Ê, rồi thì sự chị bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực nghe chắc té xỉu luôn. Máu. Dạ đúng rồi. Giỡn đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó chứ sao. Dạ. Máu đổ máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi, mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là có bạn em phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện thì không đi. Nhờ cái anh kia. Không, đến anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài của này. Thấy nhộn nhạt mình, thấy cái gân ổng ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Chắc rồi lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn. Đúng rồi mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ổng nhâm ổng nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à, mà đã vậy máu nó còn mà máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu vậy. Sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ. Quá lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Về lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, là sau đó là gì? Nhau. Dạ, mấy 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 nhau. Năm rồi. Ừ. 12 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau kêu hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu
Chiếc đồng hồ đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén. Không, anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ. Đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn? Làm bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bả không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Đừng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Lúc đó cho Hải được ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng. Hai người không nhỏ bạn đâu. Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng chính xác, em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là coi như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết, không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngay được đúng không? Không ngủ ngay. Nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á, xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau rồi này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho, trời ơi nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi. À, lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm. Có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ lúc đó. Bữa nay cô ấy chủ động. Bữa nay không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hết ra liền. Bị hết liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm. Cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru im ru luôn. Bất ngờ. Sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó. Vô thấy mà nằm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi. Có sự cố xảy ra. Gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 2 tháng sau là có bầu. Có bầu. Là đêm nào cũng là đêm cây thành trái đúng không? Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn á. Giống kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em cứ tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Nhiều. Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Không như là một đêm mà hì hục là liên tục luôn. Cây, đêm cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lẹ luôn. Dạ. Là mấy tháng sau là
có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tất tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Không được đi. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn rồi bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn á. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái tên gì? Dạ tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An Nhiên đó là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay em đang có dẫn bạn đó không? Dạ không. Phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm. Mà game nói nè. Dạ ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con, nhưng mà ghiền game trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em trời ơi ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa, BOBG gì đó mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi, xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó, trời ơi giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát, trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha, vẫn chơi là núp hông núp, trời ơi đập chơi quá trời lần luôn. Mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà kế bên để chuẩn bị đập mình hứng đó. Qua cảng đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Không, chạy không quát là chắc lúc cũng biết sai. Tại trời ơi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao?
Bây giờ thì hết bỏ rồi. Bỏ bây giờ bỏ từ sau lúc đó, sau lúc đó tại luôn. Vì mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì có chậm rãi rất là nhiều. Anh sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nhói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho, rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Thí dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Thí dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra. Đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha, rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy kia, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng nói mà là bất ngờ. Mà lãng xẹt thì nhiều. Là mình. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản nữa, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có dễ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em không có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, thích rất là thích sạch sẽ, gòn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gòn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Đúng không? Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm rồi. Em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nó lại lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Mà dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đi ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Không sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không. Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Cái đó. Thế mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ. Ông. Đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. Hay la chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? Có. Có, bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em hạt đó. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bảo bối của ba mà. Của ba, bà bối mà. Rồi sao nữa? Thì hãy giận hơn nè.
em mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo anh đi không nó ngồi á, anh đi không lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, dễ, sao dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Yeah. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc. Ví dụ chỉ dọn cái phòng của em việc thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm. Em hốt hết luôn. Em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Chơi hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này đó là em hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em là... không muốn phải giúp bà hộ. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh, nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bởi tối vì cái ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa rồi ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm, nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là cái máy giặt hư. Dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn, đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà đóng băng hết, không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu thì ba. Trời đất ơi. Giặt tay á, nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời, không không có cái gì hết ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng tay hả? Thể dục, tập thể dục đúng có cái gì mà phải cắt, cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Thôi là em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia mà thấy nó dễ thương. Những tật xấu rất là đáng yêu, quá là dễ thương. Em về em coi cái bối bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em phải nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi.